Xin chào các bạn. Toyota Innova là một chiếc xe gia đình rất là phổ biến ở Việt Nam. Hầu như chúng ta ra đường, chúng ta sẽ thấy Innova, từ taxi, xe dịch vụ cho đến xe gia đình. Với 10 năm cho một thiết kế xe không thay đổi về mẫu mã, không thay đổi về động cơ và cấu trúc khung gầm, thì đây, thế hệ Toyota Innova 2016, một thế hệ mới mà Toyota kỳ vọng sẽ khẳng định được ngôi vương trong phân khúc xe MPV. Sau đây, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu mẫu xe Innova thần thánh này. Và bây giờ tôi đang mặt vô lăng chiếc Innova V, phiên bản cao nhất mà Toyota Việt Nam đã giới thiệu. Thì cái cảm giác đầu tiên khi mà lái chiếc xe này đó là cái vô lăng có cảm giác là nó nặng hơn thế hệ trước. Mặc dù vẫn sử dụng hệ thống trợ lực dầu, nhưng về tổng thể Innova mới có khung sườn chắc chắn hơn. Nhờ vậy mà hệ thống lái cũng như là các thành phần khác nó được kết nối lại với nhau, nó tạo một cái sự chắc chắn hơn. Điều mà chúng ta quan tâm trong phiên bản này đó chính là sự thoải mái trên những cung đường đi cũng như là khả năng cách âm của chiếc xe. Phiên bản Innova mới có một sự cải tiến đáng kể về khả năng cách âm. Từ đã đi phiên bản V cũng như là phiên bản E thì khả năng cách âm của xe phải nói là có một bước tiến đáng kể so với phiên bản trước. Khi mà chúng ta đi trên những con đường quốc lộ có những con lươn thì tiếng ồn vọng vào bên hông xe nó được cải thiện đáng kể. Đồng thời khi mà đi trên những con đường mà có sỏi đá như là những con đường xấu thì cái khả năng cách âm gầm của chiếc xe tốt hơn. Động cơ mặc dù vẫn sử dụng thế hệ cũ nhưng những cái tiếng ồn dội vào từ khoang động cơ thì nó cũng đã được cải thiện đáng kể nhờ Toyota đã tăng cường thêm những cái vật liệu cách âm trong cái cấu trúc của thân xe. Không giống như một số tin đồn thì chiếc Innova thế hệ mới thì vẫn sử dụng kết cấu khung sườn rời tương tự như là các dòng xe như SUV. Chính vì vậy cái cảm giác mà khi chiếc xe đi qua những cái con đường mà nó mấp mô, các bạn sẽ cảm thấy là nó cũng khá là bồng bềnh so với những chiếc SUV. Tuy nhiên hệ thống treo của xe thì đã có một cái sự cải tiến ở đằng trước lẫn là đằng sau. Cái cảm giác mà nó bồng bềnh nó đã được giảm đi so với thế hệ trước. Khi mà chúng ta đi vào đường mà nó hơi sóc hoặc là đi qua những cái ổ gà, khả năng xử lý của chiếc xe nó đã được cải thiện đáng kể so với Innova thế hệ trước. Innova mới không đơn thuần là chiếc xe chỉ dành cho những bác tài chạy dịch vụ. Thì cái phiên bản mới thì nó đã đem lại cho người lái cái cảm giác hứng khởi, hưng phấn hơn nhờ vào hai chế độ lái mang tên là Eco Mode và Power Mode. Trong đó chế độ Eco thì chúng ta có thể tiết kiệm nhiên liệu nhờ những cái cải tiến về động cơ 1TRFE có hệ thống van biến thiên kép Duo VVTi. Thì với cái hệ thống này thì lượng nhiên liệu trên từng các phiên bản đều giảm đáng kể so với thế hệ trước. Nhờ vậy mà Innova mới có một cái mức tiêu hao nhiên liệu tốt hơn so với thế hệ trước. Khi chạy ở chế độ Eco, vòng tua của máy được kiểm soát rất là tốt để chúng ta có thể có được cái mức tiêu hao nhiên liệu lý tưởng trong những cái điều kiện mà đường đô thị cũng như là đường trường đi theo một cái cảm giác êm ái. Ở cái phiên bản Innova V mới thì là nhà sản xuất đã cho chúng ta một cái cần số có khả năng chuyển đổi số cộng trừ ngay trên cần số. Như vậy thì bạn có thể sử dụng cần số cộng trừ để chúng ta có thể tăng giảm 6 cấp số phù hợp cho từng điều kiện đường đi. Khi mà chúng ta đi xuống dốc thì chúng ta có thể về số thể thao để chúng ta không cần can thiệp nhiều đến phanh. Ở chế độ Power Mode thì vòng tua được đẩy cao hơn và khi đó thì chiếc xe sẽ tốn nhiên liệu hơn. Bù lại thì chúng ta có thể dễ dàng đua xe từ vào khoảng 60 đến 80 là một cái điều kiện lý tưởng để chiếc xe này có thể hoạt động tốt. Với những cải tiến từ động cơ, trang bị hộp số tự động 6 cấp cùng với chế độ lái Eco thì chiếc Innova phiên bản số tự động Innova G và Innova V có thể giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn so với phiên bản Innova E số sàn. Theo công bố của Toyota Việt Nam thì hai phiên bản số tự động thì có mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn so với phiên bản số sàn. Đây là một điều khá là bất ngờ. Thì trước đây các bạn có thể thấy là Innova phiên bản số tự động thì chúng ta chỉ có hộp số 4 cấp mà thôi. Bây giờ thì mình sẽ thử tăng tốc từ 70 lên 90 cây ở chế độ Power. Thì khi đó vòng tua đã được đẩy lên 5.000 và tốc độ lên khoảng 100 km/h. Tiếng ồn dồn vào khoang máy lúc này sẽ lớn hơn thì rõ ràng rồi chúng ta đang đi với tốc độ cao.